Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của vợ chồng em. Thì hôm nay là vợ chồng em và cả cùng mấy anh em nữa có xuống thăm nhà anh trai đây. Đây là anh trai có làm cái ba toa nên là hôm nay có mổ một con lợn, bảo là lợn bản ngon lắm. Thế là vợ chồng em cùng cả mấy anh em nữa thì xuống ủng hộ anh ấy, mỗi người 10 cân, 10, 5 cân 10 cân đấy mọi người ạ, để mang về ăn dần. Cả anh em nhá, hôm nay lên chỗ anh trai vợ anh em ạ, cắt cơn tiết canh ngựa phải không anh Tiên? Chào tất cả anh em nhá, anh em hôm nay là làm một ít tiết canh, canh đầu ngựa anh em ạ. Là nhân nó làm cho hết rồi này, không được. Lên chỗ lại đi mổ lợn. Lợn bản luôn đấy nhà anh Tiên nhỉ. Chuẩn lợn lợn len luôn đấy. Chính sao đập chốt thì năm ngày mốt sao đập dòng phải cổ anh chính này. Bà ba to ba hà đâu cần cần hơn phải đâu cần mà nói tiết canh ngựa. Rất là nhiều nước quá rồi này. Cấm bung 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 một hai mà. Thế chắc có nhiều tiết quá con nhỉ. Nhiều tiết thì nó một hai đấy, anh Tiên ạ. Anh Tiên không ạ? Rồi, lên thôi anh Tiên ạ. Hôm nay bọn em lên chơi thì toàn là món ngon nhỉ. Chơi sắm các lồng rào con ý. Toàn là đặc sản quá đấy anh Quang ơi. Chiến thôi, chiến rồi so với tí là anh em mình về thôi. Chiến đang ngồi đây thôi. Anh Chiến đang ngồi ở đây. Chiến em nó quá. Chiến em đi. Em ơi, cho vào đây, cho anh đi, cho vào. Chiến đang ngồi đây. Đấy, bằng đây. Đấy, bằng nó nữa. Anh em mình toàn uống là rượu màu đây này. Đấy, rượu ngon luôn, nên cho anh Tiên toàn là một người khỏe hai người vui à? Hay là cả xóm vui? Cả một người khỏe hai người vui. Ui giời. Bài ơi. Cho mà khổ là có quà hay gắn nộ. Rồi ok. Say mà. Đây anh em ạ, rượu màu xuống cho. Chỉ có Sapa Tây Bắc mới có nha. Trên anh em mình mới có rồi đúng không? Uống cái này khỏe lắm anh Chiến ạ, về nhà chỉ có Chiến thôi đúng không? Chiến em đó. Đây, hôm nay thì làm một món nồi lẩu anh em ạ. Lẩu ngựa 911 anh em ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Điền cho anh Tiên hôm nay thì anh Tiên mổ con lợn. Bảo anh em lên đây mỗi người một yến, tí là mang về nhưng mà anh ấy không cho ăn. Chỉ cho ăn lẩu ngựa thôi. Lẩu ngựa thôi. Tí là về nhà với ăn. Trích ra ăn ăn một ít ở chỗ nhà anh Chiến luôn, Chiến lại ở đấy luôn. Chiến luôn. Vừa ăn vừa loi ở chỗ nhà anh Chiến luôn. Gọi được sáng loi luôn quá. Rồi ok nào. Mời tất cả anh em nào. Ăn rồi loi đấy luôn. Nào, khỏe nhá. Hoàn thành đó. Chú anh đã lên đạo diễn cho cái món lẩu ngựa nhá. Rồi ok. Nào, mời tất cả anh em nhá. Quang đâu? Quang loi đâu? Bỏ lên Quang ơi. Ăn thì loi thôi. Đấy, rượu này. Cái này cho vào sáp sáp ông vào một tí. Cho sáp ông vào mới ngon. Hơi cho cỏ này. Cho như nào, tím cho kia đi nhỉ. Cho tím cho. Nói cho em nói. Chén em nó. Chén hai nào. Thế là chén anh này à? Cái nào được vào đây không? Đúng rồi, nhiều quá nó. Ăn nó mới ngậy đúng không? Này thì tí là nhúng tái ăn thôi này này. Ngựa đây này. Này này nó còn cho cả cái lòng bò luôn đây này. Ba đi. Quá chuẩn luôn này. Gan đây này. Ha.
Thì điện thoại tôi đi cậu. Rồi lên, vào đây quá rồi chén hai. Mãi bị. Nào lên. Vào đây con đi. Ủa đi. Sợ gì, nhất bét ngã ngửa đấy thôi, ăn ăn thì ngã ngửa đấy thôi đúng không? Nào lên. Nào lên. Thế ảo rồi, thế xong. Ảo nói đấy. Cái kiểu nói mà nó mới tẩy người chứ vậy đấy. Nó kiếm bác ạ. Có chanh muốn mùa này con. Bóc chanh làm bức canh. Ảo bắt đầu bác. Để đi, lên cái canh đi. Anh Chiến ăn thôi, mời thôi, mời tí canh thôi. Cũng uống được rượu thì lên tí canh thôi. Đấy. Nóng đấy con ạ, nóng lắm. Đấy thôi anh Quang ơi. Anh ngựa hay là ngựa. Ngựa 911. Đấy, tí canh đông cứng anh em ạ, mời tất cả anh em nhá. Cho ông quả ớt vào cho anh ạ. Ngon. Chiến em nó ngửi lắm. Giòn tan luôn. Ăn cái này rồi mới gọi ngon này, cái canh này. Đến đây Chiến này đi, ăn đi. Ăn đi, lên đi. Ăn cái chơi đi. Chiến đi nói. Ờ, Chiến đi. Chỉ đi nôi ra máu đi. Chiến đi thôi. Một trường hết. Như là thiếu 19 một tí nhỉ. Ừ, dạ. Thế rồi, 19 một tí nhỉ. Ô, con ngá đấy, con này, con ngồi bên đây đi. Con ra đây, ra đây, ra đây. Đây. À, ra đây nào. Ra đây, ra đây. Ơi, thịt đã đến nhà anh em ạ. Say rượu quá nên chúng mới anh Kiên uống rượu căng quá. Ơi, thịt ta đến nhà. Mình lấy một yến nhưng mà chia cho mấy anh em, mấy người ba cơn. Đấy, một yến là chia ba ra. Giờ làm như thế nào ăn vừa nhỉ? Cơm thì ăn trên kia rồi ăn à. Hay làm gác bếp hết đi chồng. Làm gác bếp á? Ừ. Ăn dần nhỉ? Để... quá là ok luôn. Ok anh em ạ, đây thịt quá là nhiều. Mình gác bếp nửa. Một nửa để trong tủ tối ăn. Thì là này. Thì nướng tái ăn. Quá là ok luôn. Đấy. Cấp thịt này. Để mà gác bếp thì quá là ok luôn. Mà hạt nó khé đây này này. Đấy, mình nghiền để lại. Đấy, cho nó thơm phương phức. Đây, cho ít cầm chéo này này. Đấy, ok, cho mì chính. Thịt này mà để gác bếp. Quá là ngợi luôn. Cái này là phơi nắng trước vừa nhỉ. Tối mới cho gác bếp thôi đúng không? Thịt phơi nắng anh em ạ. Thịt gác bếp phơi nắng. Ơi, nắng gió như thế này thì một buổi thôi đúng không? Ê, cái này là thịt phơi nắng. Gác bếp phơi nắng. Rồi, ok. Đấy. Tiếng to sướng chưa? Cái này, thịt này. Thịt mông này này. Đây anh em ạ. Thịt lợn hôm qua vợ chồng mình đi lấy, ngon quá là tươi lỏ luôn đây này. Hôm qua không được kịp ăn, hôm nay làm một mẻ nướng, hạt mắt khén, hạt dổi, tái ăn tí.
Mai có thịt ra đấy nhờ, thịt tắt bếp ăn rồi đấy. Ây da, khô chưa? Mình đã rắc khô chưa? Chắc là đến tối là được rồi chồng ạ. Ây, nước tái rồi nè. Đây, đã chín rồi anh em ạ. Thịt quá là ngon luôn đây này. Cháy hết rồi này. Ngon lắm. Ây da. Cùng vợ chồng mình thôi. Hôm qua đi lấy thịt về nhưng mà mệt, uống rượu nhiều quá thì không nên không kịp làm ăn. Hôm nay gác bếp với cả nướng tái ăn một tí. Mời tất cả anh em ăn cơm cùng vợ chồng mình nhá. Ơi thịt tái anh em ạ. Thịt nướng tái. Ơi thịt nướng có được tuyệt vời luôn đây này. Thịt nướng hạt mắc khén hạt dổi anh em ạ. Chẩm chéo ăn. Rồi mời tất cả anh em. Quá wow, ok. Để mà cá phát ban này. Ơi, măng luộc anh em ạ. Nóng quá anh em nó cảm nhá, cái áo nóng luôn. Hôm nay nóng không thể tưởng tượng là vì nhà mình thấp quá. Tôn xâm lập này nóng không chịu được. Đấy, ăn xuống. Đến mùa măng này ăn năm qua, ăn măng quanh năm. Quanh mùa luôn, là ăn từ tháng 3 đến tháng 4 đến tháng 6 à. Tháng 6 đến là vụ măng hốc với cả măng ngọt rồi. Bắt chẩm chéo quá là tuyệt vời luôn. Quá ngon luôn này. Bông. Rồi ok. Chương trình video của mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Chào tất cả anh em nhá. Anh em nhớ ủng hộ đăng ký kênh cho chú Anh. Quá là tuyệt vời anh em ạ.